Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thêm một bài tập kỹ năng nữa, đó chính là luyện kỹ năng đăng nong mốt. Rồi để làm được thì các bạn chuẩn bị cho mình một ít vải nỉ nè, xung băng keo, kéo, bút chì và thước kẻ nha. Rồi các bạn cắt cho mình một tấm vải nỉ màu xanh dương như thế này. Kích thước của nó là 16 nhân với 12 nha. Để mình làm, mình giả cái nền nước biển á. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vẽ hình một chú cá nữa. Tiếp tục lấy cái hình chú cá này, các bạn vẽ thêm một cái chú cá giống như thế này nữa, nhưng mà sẽ không có hai cái vai này nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ vẽ những cái đường ngang ở trên cái phần thân chú cá phía trên á. Các bạn vẽ cho mình làm 4-5 đường nha. Thank you.
các bạn sẽ tiếp tục kể cho mình những cái đường thẳng dọc để các bạn đan vào đây nha. Các bạn cởi đủ màu sắc thôi rồi. Bây giờ mình dùng keo mình dán cục đơn nó lại nha. Với cái mặt trên thì các bạn chỉ dán phần đầu và phần đuôi của chiếc váy thôi nha. Các bạn sẽ cắt một miếng vải đen hình tròn chút xíu để các bạn làm con mắt cho chú cá nè. Chúng ta sẽ đan những cái này vào trong cái thân chú cá nha. Mình đan xen kẽ màu sắc vào vậy cho nó đẹp nha.